Vâng, xin chào cô chú anh chị, chào tất cả mọi người đang xem trên kênh Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đẹp Sài Gòn. Hôm nay Trung đang có mặt ở đây để gửi đến cho cô chú anh chị cũng giống như đại gia đình ta xem qua một căn biệt thự ha, một căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng rất là hợp lý luôn. Tổng diện tích khuôn viên của khu vực này là rộng lên đến 1.000m, có 300m đất thổ cư, có vườn cây rất là đẹp, cũng giống như là có một căn biệt thự rất là VIP luôn nha cả nhà. Thì hôm nay trong số những căn nhà vườn mà Trung đi quay, thì hôm nay Trung sẽ gửi đến cho toàn thể đại gia đình chúng ta xem qua một căn nhà vườn, một cái view mà mọi người thấy là nó cái chiêu nó cực kỳ đẹp như thế này ha. Toàn bộ bên trong là căn nhà này, tổng diện tích khuôn viên là 1.000m2 nha cô chú anh chị, 1.000m2, có bao gồm có tới 300m đất thổ cư, xây dựng có hoàn công đủ, và tổng diện tích là bề ngang 14m và chiều sâu là 70m, đúc thành một căn mái thái thôi. Mái thái rất là đẹp luôn nha mọi người. Nguyên cái khu vườn này và căn nhà này là một sẹt của đường Hà Dư Phiên, mặt tiền view kênh luôn nha cô chú anh chị, mặt tiền view kênh luôn. Rồi thì chung mời cô chú anh chị cũng giống như mọi người xem qua cái cung đường phía trước đây. Đây chúng ta, nhà chúng ta là một sẹt của đường Hà Dư Phiên, cách có tầm 70m thôi nha cô chú chị, 70m là chúng ta ra tới đường Hà Dư Phiên. Hà Dư Phiên nó gọi là đường tỉnh lộ 9 cũ á cô chú chị, gần ủy ban dân xã Bình Mỹ, gần Hóc Môn, gần Củ Chi, gần Gò Vấp. Chúng ta chỉ cách Gò Vấp tầm khoảng 11 km, và cách là 6 km thôi nha. Đường trước cửa nhà chúng ta đây mọi người. Vâng, đây là cái cung đường trước cửa nhà chúng ta đây mọi người. Nhà đường trước cửa nhà chúng ta là mặt tiền view kênh ha, cách đường Hà Duy Phiên đi vào tầm khoảng 70m thôi. Trong khu này thì có rất là nhiều những căn biệt thự ha, rất là nhiều những căn biệt thự đẹp như thế này. Đây là một trong những cái khu vực cực kỳ VIP luôn. Đó, những căn biệt thự, đây là những căn biệt thự đây. Của những cái khu này là ai có tiền, dư tiền mua về đây nghỉ dưỡng an lành rất là hạnh phúc ha. Bên đây thì mọi người thấy là cái view kênh nè, sông nước rất là mát mẻ nè, nó không khác gì là cái vùng quê, nhưng nó không quá xa trung tâm thành phố, nó chỉ cách quận 12, cách Gò Vấp tầm khoảng 10 cây, hơn 10 cây, cách quận 12 6 cây và cách Hóc Môn tầm khoảng hơn 2 km thôi. Chúng ta được sở hữu một căn biệt thự đẹp như thế này, chúng ta mua về làm cái nhà vườn nghỉ dưỡng, có nhà sạch đẹp rồi ha. Tổng diện tích bề ngang từ đây qua ha, từ đây qua tới bên cái trụ điện bên kia là 14m nha cô chú chị, 14m. 14m thì có 300m đất thổ cư và một căn nhà đẹp. Đó, đây là cái cổng đây, chú mở cửa ra luôn ha. Đấy, mở cửa ra cho nó thông thoáng nè. Xe hơi thì chúng ta ra vào thoải mái, nhà trong sân thì này đậu đó, đậu được xe hơi, mở cái dàn cửa bốn cánh ra thì mọi người nhìn thấy là cái view, cái chiêu này là cực kỳ đẹp luôn. Cô chú nào mà đang có nhu cầu mà muốn mua nhà nghỉ dưỡng thì không nên bỏ qua cái video này ha. Đây là mọi người thấy toàn bộ cái cây cảnh trong nhà được xây bao bảo vệ của căn nhà nó rất là chắc chắn luôn rồi, và chủ nhà cũng rất là tâm huyết xây dựng cái nhà này để ở ha. Xây dựng cái nhà này cũng tầm từ năm khoảng 2018 á cô chú anh chị, 2018 thì ở tới nay khá rộng rãi luôn, có những cái dàn bông, dàn hoa và khu vực xung quanh đây. Cô chú thì hiện tại đang muốn bán cái tài sản này để về ở gần bên con, nên ở bên đây thì hơi xa con cái, thử là con cái muốn cô chú về ở gần hơn nên cô chú mới quyết định là bán cái tài sản tâm huyết này để cho ai hữu duyên sở hữu ha. Nguyên khu vực sân vườn này. Rồi đi ra đây, chúng ta đi qua một vòng đi, xong rồi tí nữa mình sẽ vào bên trong ha. Đây khuôn viên bên đây thì nhà thì chú xây nó gần như là bốn mặt tiền, nó rất là mát thoáng luôn ha. Đó, bên này có cái dàn bông giấy nè. Rồi chúng ta đi view bên hông ha, cái view bên hông trước đi. Đó. Cái đường luồng bên hông là gió rất là mát, rất là thoáng, và đặc biệt là khu này, chung nhắc lại là khu này là rất 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 là nhiều những căn biệt thự nhà vườn
dành cho những đại gia, dành cho những ai có tiền, có điều kiện mua về chúng ta gọi là an nhàn nghỉ dưỡng để dành ha. Đất của nhà chúng ta mà hôm nay mà kênh Nhà Đất Sài Gòn, Nhà Đẹp Sài Gòn gửi đến cho cô chú anh chị là dài ra tới ở ngoài này luôn nha. Dài ra tới ngoài này là 70m, có 14m bề ngang và chiều sâu là 70m. Khuôn viên đất này là cực kỳ đẹp luôn. Ở sau thì chúng ta có thể là trồng rau, nuôi gà, nuôi cá hay làm cái ao, cái hồ gì ngoài này cũng được đẹp ha. Còn đi qua tới bên dưới nó xong quay ngược lại lên bên trên cho mọi người cùng xem nè. Đó, đất của nhà chúng ta là dài tới cái khung đất đó luôn ha. Đó. Đất này là từ phía sau chúng ta nhìn lên ha. Có những cây bông giấy này chú làm đang dâm một số bông giấy đó là đẹp. Bên này cũng có cây xoài nè mọi người. Wow, cây xoài bên này. Vô đây, vô đây, vô đây có cây xoài. Cây xoài trái quá trời luôn nè. Là là trời. Mọi người thấy không? Xoài trái lủng lẳng mà có cái dàn luôn, có cái dàn cho xoài leo luôn cô chú chị. Nó nặng quá phải dùng cái dàn để đỡ luôn. Nhiều trái nè, quá trời lủng lẳng ha. Cây xoài có chút xíu. Trái quá trời nè. Thấy ham chưa? Ham chưa? Ai muốn hái xoài thì liên hệ với em nha. Với là ai muốn hái xoài thì hãy qua đây để chúng ta sẽ mua để sở hữu cái khu vườn này ha. Rất là nhiều cây cối phía sau thì chúng đang trồng một số cây nhỏ rồi. Rồi đi lên bên trên này luôn. Kế bên này cũng có những căn biệt thự như thế này cô chú anh chị. Đó. Nhà chúng ta là chung nhắc lại là xung quanh rất là nhiều những căn biệt thự nghỉ dưỡng. Rất là nhiều những căn biệt thự nghỉ dưỡng để cho cô chú anh chị cũng giống như là những người lớn tuổi. Nói chung là có những người có điều kiện á, có những người có điều kiện về đây sở hữu để cho mình mua một căn nhà to đẹp để dành như thế này. Về đây chúng ta an nhàn, hưởng cái tuổi già ha. Ở đây nhà thì chú xây là gần như bốn mặt luôn. Thì đây chúng ta sẽ xem qua cái xung quanh đi. Đó, đây là cái đường luồng bên hông. Đó. Nhà thì bốn mặt có cái đường luồng bên hông như thế này rồi gió nó ra vào rất là thoáng luôn nè cô chú anh chị. Đây chú đang trồng một cái dàn câu này nữa, mà mốt cái dàn câu này nó mà lớn lên nữa thì nó làm cho cái nhà nó rất là mát luôn. Đó. Che chắn cho cái nhà rất là mát. Từ đằng sau thì chúng ta đi lên phía trước. Đây là chú có cái bộ bàn ghế để ngồi, ghế đá ha. Và khu cây tiểu cảnh của chú phía trước đây rất là nhiều nè. Đây là chúng ta đi tham quan xuôi qua một vòng hết đi. Xong khu vực sân vườn thì sau khi mà tham quan một vòng thì chúng sẽ mời cô chú anh chị cũng giống như đại gia đình chúng ta đi vào bên trong để cùng khám phá tiếp cái không gian căn biệt thự chính của nhà chúng ta. Sau khi mà đi tham quan một vòng rồi thì chung mời cô chú anh chị theo chân kênh Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đẹp Sài Gòn đi vào bên trong để khám phá cái khuôn viên khu vực căn nhà này ha. Căn nhà này thì chú xây dựng từ năm 2018-2019 cô chú anh chị. Là nay cũng được khoảng 4 năm rồi. Nhà xây dựng khá chắc chắn trên khuôn viên đất gần 200m2, 300m2 đất nhưng mà xây cái nhà chưa tới 300m2 đâu nha mọi người. Nhà rất là rộng rãi chắc chắn. Cột thì cột đúc to như thế này ha. Chung ôm là một ôm không hết nè, hai cột hai bên. Bước vào bên trong thì chúng ta sẽ có một không gian khu vực phòng khách rất là rộng lớn như thế này ha. Rất là rộng lớn, thoáng mát và đặc biệt là xung quanh chú thiết kế theo cái mô hình là nhà thoáng mà nãy như Chung đã giới thiệu qua, là gần như nhà bốn mặt tiền. Xung quanh có những cái ô cửa sổ thoáng như thế này ha. Ở bên dưới thì có một phòng thờ phía trước, hai phòng ngủ ở giữa, một nhà vệ sinh ở phía sau. Thì đây là toàn cảnh cái khuôn viên khu vực mà phòng khách.
Sau khi còn khu vực bên đây là khu vực phòng bếp đó mọi người. Phòng bếp cũng rất là thông thoáng, có tới 2-3 lớp cửa, là chúng ta mở cửa hông ra là nấu nướng ra là nó bay mùi ra bên ngoài luôn, rất là thoáng cho căn nhà ha. Và phía sau cũng có cửa luôn, rất là thoáng luôn. Phía sau thì mở cửa ra là như nãy cái khu vực sân vườn phía sau này chúng có cũng có quay qua rồi. Còn đây là nhà vệ sinh chung sử dụng cho gia đình, rất là rộng luôn, một cái nhà vệ sinh mà rộng lớn hơn rất là nhiều những cái căn nhà khác ha. Nhà này thì chú xây ở biệt thự mái Thái, làm cái trần sàn rất là cao luôn, ở bên trên thì rất là thoáng, bởi vì chúng ta bước vào bên trong nhà gần như mọi người thấy là không mở một ít điện nào, ban ngày mà chúng ta không mở một ít điện nào, nhưng mà cái độ thoáng và độ sáng của căn nhà khá cao, rất là thoáng luôn. Từ bên trong mà chúng ta có thể là nhìn ra phía bên ngoài đây ha. Đó, đây có bộ bàn ghế ngồi, phòng khách rất là VIP luôn nha. Thì hiện tại nhà thì đang có người ở nên chúng cũng không có tiện quay bên trong phòng cho đại gia đình chúng ta cùng xem. Thì trong phòng cũng rất là thoáng và rất là rộng luôn. Nhà hai phòng ngủ lớn, phòng ngủ phải nói rất là lớn luôn á cô chú chị. Đó thì nhà thì rất là đẹp rồi. Cô chú xây dựng để ở nên nay muốn bán để chuyển đi một cái nơi khác ha. Vì thế nên nhượng lại cho ai hữu duyên để sở hữu cái căn biệt thự sân vườn này. Có tổng diện tích bề ngang là 14m bề ngang và chiều sâu là 70m. Tổng diện tích là 1000m², bao gồm có 300m đất thổ cư và một căn biệt thự mái Thái như thế này. Rất là đẹp luôn rồi. Và giá đang chào bán 15 tỷ đồng cho căn biệt thự này ha. Nếu ai quan tâm thật sự thì hãy nhanh tay bốc máy gọi ngay cho kênh Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đẹp Sài Gòn qua hai số điện thoại trên màn hình. Chúng sẽ tư vấn rõ ràng hơn cũng giống như là gửi đến cho đại gia đình chúng ta xem những video trung thực nhất. Nhà thì hướng là hướng Nam ghé Tây một xíu nha cô chú anh chị. Phù hợp với lại mệnh Đông Tứ Trạch cũng được mà Tây Tứ Trạch cũng được. Gọi là nếu mà nhà chúng ta có khả năng là quay và ra cái hướng bên hông cũng vẫn được luôn. Đó là chú cũng có thiết kế theo cái mặt tiền bên hông luôn. Mình thử là ở Đông Tứ Trạch cũng được mà Tây Tứ Trạch cũng được. Rồi ai quan tâm thật sự tới căn biệt thự nhà vườn này thì hãy nhanh tay bốc máy gọi ngay cho kênh Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đẹp Sài Gòn qua hai số điện thoại trên màn hình. Chúng sẽ tư vấn rõ ràng hơn cũng giống như là gửi đến cho cô chú anh chị xem những video trung thực nhất. Giá đang chào bán là 15 tỷ đồng. Gặp cô chú làm việc trực tiếp. Rồi Nhà Đất Sài Gòn, Nhà Đẹp Sài Gòn mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video kế tiếp nha. Nhớ share like và đăng ký kênh nha mọi người.